Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay em lên sớm một phiên kính, hai cây kính Cartier trong cái tầm giá rất là dễ chơi, một cây bọc vàng và một cây bọc vàng trắng và một cây bọc vàng vàng. Đây là cây số 1, cây này là cây vàng trắng, chuôi của nó là 13-5, đuôi logo thì nó hơi bị nhẹ một chút, tuy nhiên không hơi bị vần nhẹ một chút thôi. Cái logo trước này em bán với giá là 10,8 triệu. Cái này mã số 1 và giá là 10,8 triệu. Em còn một vài cây new nữa thì trong cái tầm giá nó trên 20 triệu em có. Nói chung về Cartier thì anh em biết rồi, đeo trông nó rất là lịch sự và trông nó rất là đẹp. Chủ yếu là Cartier thì anh em văn phòng đeo rất là nhiều. Thực ra là Cartier thì cũng phải là anh em có điều kiện một chút, đa số là các anh đều được có điều kiện một chút thì mới đeo được Cartier, chứ còn ví dụ như những cái dòng như thế này thì nó là xa xỉ phẩm, thương hiệu cao thì đối với lại một vài anh em cũng rất là khó. Đây là một cây bọc vàng. Cái mọ vàng này. Bản này bản xe đầu co xe nhỏ và cái vành của nó có vành rất là đẹp. Chiếc này mình bán với giá 14,5 triệu, mã số 2. Mắt đang là lắp mắt lão ở 1 độ. Đều rất là đẹp. Hôm trước thì đã giới thiệu với anh em những cây ba mảnh và những cây sẻ cước. Hôm nay đây là một cái cây mà ở liền khối như này rất là đẹp, cầu giữa của nó là 5,4,18. Trước này thì nó sang tương đương với size 58, ngang của nó khoảng 13,5, tương đương với size 58 của Ray-Ban. Phiên bản này thì có lẽ là nó rất là lạ so với lại những cái phiên bản trước mà em lên giao lưu của anh em. Tuy nhiên trong cái tầm giá và cái kiểu dáng nó khác một chút thì là em nghĩ là cây này nó cũng rất là dễ giao lưu thôi, rất là đẹp. Rồi có lẽ là tầm trung niên thì đeo nó đẹp hơn. Trước là lắp mắt lão nên là em mở mắt em hơi hơi nhòe. Tình trạng cây kính của này, cây này thì rất cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp. Vâng, xin cảm ơn anh em. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ. Hôm qua thì em lên cây Tướng Quân cũng giao lưu rất là nhanh. Hy vọng là hai cây Cartier trong tầm giá nó nhỏ tiền như thế này thì cũng là giao lưu với anh em cho vui. Còn Cartier hàng new thì em cũng có một vài cây, em có để em có làm một vài phiên trước và cũng còn có 3-4 cây thôi. Thì anh em nào mà quan tâm tới những hàng new thì anh em chủ động inbox giúp em. Xin cảm ơn anh em.